Sao má nói là má cho nó đi học, rồi người ta đến đây người ta mắng vốn, nói là suốt ngày nó đi phá làng phá xóm là sao vậy má? Thì tao cũng cho nó đi học, mà nó có chịu đi học không? Mày hỏi nó coi nó có chịu đi học không. Sao vậy Tèo? Chị hai đã dặn là ở nhà đi học, không có được quậy phá. Rồi chị hai tìm cách đón em lên Sài Gòn mà Tèo. À, em không muốn lên Sài Gòn đó. Thấy không, thằng này nó cải lương lắm á. Đụng tới nó là nó hát một bài cho nghe. Má, chị hai ơi, em không muốn lên Sài Gòn đó. Thôi thôi, thôi ngoan, nín đi. Rồi chị hai thương nha, nín đi. Chị hai nói nè, chị hai có mua bánh gì cho Tèo đó. Tèo ngoan đi, vô trong đó ngồi ăn nha. Để chị hai ngồi nói chuyện với má xíu nha. Dạ. Ngoan đính đi Hai Thương. Ừ. Nha. Thôi bây giờ con tính vậy nè. Bây giờ mình giơ tay lên đi. Ai mà đồng ý tí làm đám cưới rình rang á thì giơ tay lên. Đó. Ừ, vậy đi. Rồi, ai đồng ý? Út chơi kỳ mày. Ừ. Con tính rồi tía ơi, lỗ chắc. Cái sớm này không ai ưa tía hết trơn. Nó đập mắt dịch dần à. Thôi giờ tao tự quyết định luôn vậy nè. Giờ về đi. Nếu tụi bay không đồng ý thì thôi được rồi. Tao nấu một mâm cơm canh, tao cúng tía má tao, để tao ra mắt con dâu với ông bà thôi. Vừa lòng tụi bay chưa? Yeah. Quan hồ tía. Đứa nó không đồng ý đi ra khỏi nhà. Tụi này nuôi uổng cơm thiệt chứ. Nhưng mà thằng Tèo nó dậy nãy như vậy, nó không có chịu em ở đây, nó khóc đòi em nè. Bây giờ em phải làm sao đây? Rồi, để nó ở đây chơi vài ba bữa đi. Cảm ơn nha. Rồi. Tèo. Cái thằng xin chào mọi người. Chào anh Sáu. Đây, có chút quà để tặng cho hai vợ chồng. Cảm ơn anh Sáu nha. Xin lỗi vì kẹt xe cho nên xuống trễ. Có gì đâu, anh Sáu có mặt là em vui rồi. Vô nhậu đi ha. Vô anh Sáu. Vô chơi anh chút về nha. Anh ba, nó quýnh em kìa anh ba. Ê, tí tao nghe mày, mày kêu bằng anh, hổn láo hả? Nó kêu gì đúng chứ không cái gì. Tía, tụi bay không xin lỗi cậu Tèo đi. Trời ơi, hết biết tía rồi tía ơi. Có anh ba bảo kê, không đứa nào dám đụng tới em đâu. Nghe không? Đừng quậy phá nghe chưa? Dạ nghe. Em đi chơi nha em ba. Đó, thấy không? Thấy nhỏ nó ngoan vậy không? Chứ đâu phải như tụi bay lớn đầu nói 10 cái 10 cãi gì đâu. Nè nè nè. Ê, ê. Trời ơi. Ê, ê. Ê, tía, tía, tía. Tía ơi. Tía, kéo quần lên tía ơi. Tèo. Hết nói nổi tía rồi. Đón xem Về đi tía ơi 19:45 trên kênh SCTV 14.